Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học ở tuần số 22. Các em hãy mở quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 5 tập 2 ra cũng trang số 22. Cô và các em cùng nhau làm bài tập nha. Trước tiên là phần chính tả. Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới. Vậy là việc đã quyết định rồi. Nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đằng Giang do những người dân chài lập ra ở đảo Mỏm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ở mãi phía chân trời. Chúng ta sẽ gạch dưới các danh từ riêng là tên người, tên địa lý trong đoạn văn. Nhụ, chúng ta sẽ gạch tiếng nhụ. Rồi, Bạch Đằng Giang. Tiếp theo, Mỏm Cá Sấu. Câu B, ghi lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam đã học ở lớp 4. Bây giờ chúng ta sẽ ghi lại. Khi mình viết tên người, tên địa lý Việt Nam thì cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên. Khi viết tên người, khi viết tên người tên địa lý Việt Nam cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên. Cô chuyển sang câu số 2. Câu số 2, viết một số tên người, tên địa lý mà em biết. Bây giờ các em biết được tên người, tên địa lý thì chúng ta sẽ ghi vào. Cô ví dụ như tên người, tên một bạn nam trong lớp. Tên một bạn nam trong lớp. Trong lớp các em có tên gì? Cô ví dụ như là Trần. Trần Đại Hưng. Đó. Rồi tên một bạn nữ trong lớp. Ví dụ như là Trần Như Mai. Tiếp theo, tên một anh hùng nhỏ tuổi trong lịch sử nước ta như là Lê Văn Tám. Rồi, Võ Thị Sáu. Võ Thị Sáu. Sáu. Tiếp theo, tên địa lý, tên một dòng sông hoặc hồ núi đèo. Ví dụ như là Cửu Long. Cửu Long, Cửu Long nha, chú hỏi. Rồi, Bạch Đằng.
Rồi Sài Gòn. Tiếp theo, tên một xã, phường. Rồi, chúng ta ở xã nào thì chúng ta ghi vô. Ví dụ như Thới Tam Thôn, xã Thới Tam Thôn. Rồi. Hoặc là phường gì? Phường Đa Cao. Phường Đa Cao. Tiếp theo, phần luyện từ và câu. Nói các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Một là mã nhận xét cách nói và sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép dưới đây có gì khác nhau. Viết câu trả lời vào bảng. Cô có câu ghép, cách nói các vế câu và bên đây là cách sắp xếp các vế câu. Câu A, nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm. Bây giờ mình nói các vế câu, nói bằng cặp quan hệ từ nếu thì, thể hiện quan hệ điều kiện kết quả. Nói bằng cặp, cô viết tắt quan hệ từ. Các em nhớ đây là quan hệ từ. Từ nếu, nếu thì. Thể hiện quan hệ điều kiện kết quả. Điều kiện kết quả. Rồi, vế 1 thì chỉ điều kiện, còn vế 2 thì chỉ kết quả. Câu B, con phải mặc ấm nếu trời rét. Như vậy, nói bằng một quan hệ từ, một quan hệ từ. Nếu, từ nếu thể hiện quan hệ điều kiện kết quả. Thể hiện quan hệ điều kiện kết quả. Bên đây vế 1 chỉ kết quả. Còn vế 2 thì chỉ điều kiện. Hai la mã, luyện tập. Đọc các câu ghép sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới. Câu A, nếu ông trả lời đúng, ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi một ngày cày được mấy đường. Chúng ta sẽ gạch một gạch dưới vế câu chỉ điều kiện giả thiết và gạch hai gạch dưới cái vế câu chỉ cái kết quả. Bây giờ các em hãy cầm thước lên, chúng ta đọc câu A thì chúng ta gạch luôn câu A nha. Rồi, mình gạch xong rồi mình khoanh tròn các quan hệ từ, cặp từ quan hệ nói với các vế câu. Cô thấy có nè. Ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước. Rồi. Đó. Vế chỉ điều kiện giả thiết. Rồi, tiếp theo gạch hai gạch với vế câu chỉ kết quả. Đó là tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường. Chúng ta sẽ gạch hai gạch. Tiếp theo, khoanh nha, bây giờ mình khoanh các quan hệ từ như là nếu nè,
Rồi, thì nếu thầy câu B tương tự, à cô thấy nè, nếu nè, à, quan hệ nếu nè, rồi là chim mọc gạch nè, nếu là chim mọc gạch nè, rồi cái này là hai gạch, phần còn lại là hai gạch. Tiếp theo, nếu là mây là một gạch nè, nếu là hoa là một gạch luôn nè. Rồi quan hệ từ nếu nè, cái này là hai gạch, tôi sẽ là một đóa hoa hướng dương. Tiếp theo, nếu là mây nè, rồi cái này là một gạch, phần còn lại là hai gạch. Xong phần câu 1, cô sẽ chuyển tiếp phần câu số 2. Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện kết quả hoặc giả thiết kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ điền quan hệ từ thích hợp vào những cái chỗ trống để tạo ra cái câu ghép chỉ điều kiện kết quả, à, hoặc là giả thiết kết quả. Câu A, nếu chủ nhật này đẹp trời, cô có nếu chủ nhật này đẹp trời thì chúng ta sẽ đi cắm trại. Tương tự như vậy, câu B, hễ bạn nam phát biểu ý kiến hễ hễ vô nhã thì cả lớp lại trầm trồ khen ngợi. Thì câu C, nếu ta chiếm được điểm cao này, nếu ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi. Câu số 3, viết thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiện kết quả hoặc giả thiết kết quả. Hễ em được điểm tốt, hễ em được điểm tốt thì cả nhà đều vui mừng. Thì nè, cả nhà đều vui mừng. Vui mừng hay mừng vui đều được. Tiếp theo câu C, à câu B, nếu chúng ta chủ quan thì công việc khó, à thì công việc khó mà thành công được. Thì công việc khó mà thành công được. Tiếp theo câu C, à cái phần đầu là để trống, thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập. Nếu chịu khó trong học hành, nếu chịu khó trong học hành thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập. Cô chuyển sang phần tập làm văn, ôn tập văn kể chuyện. Một nhỏ, dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, em hãy trả lời các câu hỏi sau. Câu A, thế nào là kể chuyện? À, kể chuyện là kể một chuỗi sự việc. Là kể một chuỗi sự việc. Một chuỗi sự việc có đầu có đuôi. À, có đầu có cuối. Liên quan đến một hay một số nhân vật. Liên quan
đến 1 hay một số nhân vật. Các em viết chữ đừng viết số nha. Rồi, câu B. Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào? Được thể hiện qua hành động của nhân vật. Được thể hiện qua hành động. Của nhân vật. Rồi, lời nói ý nghĩa của nhân vật. Hay là những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu. Câu C. Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào? Thường thường thì có mở bài trực tiếp nè, hoặc là gián tiếp. Mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp. Rồi, diễn biến truyện là thân bài. Thân bài. Diễn biến truyện. Cuối cùng là kết bài hay là kết thúc câu chuyện. Kết thúc câu chuyện thì không mở rộng hoặc là mở rộng. Rồi. Câu số 2. Đọc câu chuyện ai giỏi nhất? Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 42-43. Trả lời các câu hỏi bằng cách ghi dấu X vào ô vuông trống trước ý trả lời đúng nhất. A. Câu chuyện trên có mấy nhân vật? Các em phải mở sách giáo khoa ra để biết câu chuyện trên có mấy nhân vật. 1. Có 2, 3 hay là 4? Cô đánh dấu vào 4 nhân vật. Câu B. Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào? Chỉ qua lời nói, hay là chỉ qua hành động, hay là qua cả lời nói và hành động? Cô sẽ đánh qua cả lời nói và hành động. Câu C. Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì? Đó là khuyên cho người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc. Luyện từ và câu. Nói các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Một là mã nhận xét. Đọc hai đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở bên dưới. Sau khi các em đã đọc hai cái đoạn văn thì chúng ta sẽ gạch dưới câu ghép trong hai đoạn văn. Rồi cái bước tiếp theo nữa là dùng cái dấu gạch xiên ngăn cách các vế câu trong câu ghép, khoanh tròn các cặp quan hệ từ nói với các vế câu ghép. Đó là cái cách làm tương tự những cái bài lần trước. Trước tiên mình sẽ gạch dưới câu ghép trong hai đoạn văn trên. Đầu tiên,
Cô thấy nè, đây, tuy bốn mùa là vậy, cô sẽ gạch dưới đó. Tiếp theo, nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người. Chúng ta gặp hết luôn. Rồi, bây giờ dùng dấu gạch xiên để ngăn các vế câu trong câu ghép. Cô sẽ gạch xiên ở đây, cô gạch đậm lên. Rồi, sau khi mình gạch xiên xong thì mình sẽ khoanh tròn. Khoanh tròn tuy nè, nhưng nè, cô chuyển xuống câu số 2. Câu số 2 đặt một câu ghép, trong đó hai vế câu có quan hệ tương phản. Các em suy nghĩ xem, bây giờ mình đặt một cái câu ghép nào đó mà hai cái vế của cái câu đó có quan hệ tương phản. Cô ví dụ, vì Nam, Nam là cái bạn tên Nam đó, dậy muộn hay là ngủ dậy muộn nên Nam đến trường trễ. Rồi, hay là vì thiện hay là vì Nam, một cái tên của bạn dậy muộn. Nên Thiện đến trường trễ. Chấm. Rồi tiếp theo, nếu Mai hay là nếu Lan, là nếu Lan chăm chỉ lên một chút thì kết quả học tập của Lan đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Chấm. Ta chuyển sang phần luyện tập phân tích cấu tạo của hai câu ghép sau bằng cách thực hiện các yêu cầu ở dưới. Cô có câu A và câu B, và cũng tương tự, mình dùng cái dấu gạch xiên mình ngăn cách các vế câu trong từng câu ghép, rồi mình cũng khoanh tròn quan hệ từ hoặc là cái cặp từ quan hệ nó vế câu, cũng gạch dưới bộ phận chủ ngữ và gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong vế câu. Câu A, mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng ta không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi, đoàn kết và tiến bộ. Như vậy, bây giờ cô thấy nè, dùng cái dấu gạch xiên để ngăn các vế câu trong từng câu ghép. Sau khi mình đọc thì cô thấy chúng ta sẽ gạch cái dấu gạch xiên ngay đây. Rồi, bây giờ mình gạch một gạch, mình khoanh tròn, tiếp theo là mình khoanh tròn quan hệ. Đó là mặc dù. Đó, rồi khoanh tròn nhưng. Tiếp theo nữa là gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, đó là giặt tay. Rồi gạch hai gạch, hung tàn dưới bộ phận vị ngữ. Rồi chúng là chủ ngữ, không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi, đoàn kết tiến bộ, là hai gạch.
Câu B, Tigres vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Rồi, chúng ta sẽ khoanh tròn tuy nè. Chúng ta sẽ gạch xuyên ở đây. Rồi, rét là chủ ngữ, vẫn kéo dài là vị ngữ. Mùa xuân là chủ ngữ, đã đến bên bờ sông Lương là vị ngữ. Câu số 2, viết thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản. Tuy hạn hán kéo dài, nhưng người dân quê em không hề lo lắng. Nhưng người dân quê em không hề lo lắng. Rồi câu B, mặc dù trời rét đậm nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Mặc dù trời rét đậm nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Câu số 3, đọc mẫu chuyện vui sao và thực hiện yêu cầu ở bên dưới. Chủ ngữ ở đâu? Tên cái mẫu chuyện này là có tên chủ ngữ ở đâu? Thì các em sẽ đọc cái bài này, rồi chúng ta sẽ dùng cái dấu gạch xiên để ngăn cách các vế câu của câu ghép trong mẫu chuyện trên. Rồi bước thứ hai là mình khoanh tròn các cặp quan hệ từ nói với các vế câu. Tương tự, mình cũng gạch một gạch chứa chủ ngữ và gạch hai gạch phía bộ phận vị ngữ. Cô sẽ đọc. Cô giáo viết lên bảng một câu ghép. Mặc dù tên cướp rất là hung hăng, sang sảo, nhưng cuối cùng hắn phải đưa hai tay vào còng số 8. Cô thấy có tên cướp là chủ ngữ, vị ngữ là rất hung hăng gian xảo. Rồi, ở đây cô sẽ khoanh cái cặp quan hệ từ đó là mặc dù. Tiếp theo nữa, cô sẽ dùng cái dấu gạch xiên ở đây. Và tiếp theo cô sẽ khoanh từ nhưng. Cuối cùng, hắn là chủ ngữ, vị ngữ là phần còn lại. Các em đã hiểu được cái bài này rồi, đúng không? Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nữa. Đó là phần tập làm văn, kể chuyện, chuẩn bị cho bài kiểm tra viết. Bây giờ các em lập dàn ý, chúng ta lưu ý, mình chỉ lập dàn ý mà thôi, lập dàn ý chi tiết. Các em đừng có hiểu làm mà chúng ta làm cái bài tập làm văn ha. Có 3 chủ đề, đó là kể về một kỷ niệm khó quên về tình bạn. Số 2 là kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những cái truyện mà em đã được học. Thứ ba, kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó. Cô sẽ chọn số 3 bởi vì những cái câu chuyện cổ tích là những cái câu chuyện các em thường hay gặp, nên chúng ta sẽ làm dễ hơn. Rồi, chúng ta sẽ kể lại câu chuyện cây khế theo lời con chim Phượng Hoàng nha. Kể lại
câu chuyện. Cây khế. Theo lời của con chim Phượng Hoàng. Con chim Phượng Hoàng là con chim đã chở người em ra biển đảo để lấy vàng. Trước tiên đó là phần dàn ý chi tiết. Dàn ý chi tiết. Hai chấm. Một nhỏ là phần mở bài. Hai chấm. Mình sẽ giới thiệu câu chuyện. Theo giọng điệu của con chim Phượng Hoàng. Của con chim Phượng Hoàng. Rồi, số 2 là thân bài. Thân bài thì lấy hết nhà cửa của cải chia cho em cây khế. Đó là người anh lấy hết nhà cửa nè, của cải chia cho em cây khế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào. Thứ nhất là câu chuyện xảy ra ở đâu. Cái câu chuyện mình lập cái dàn ý chi tiết thì mình phải ghi ra những cái chi tiết. Câu chuyện xảy ra ở đâu, chấm hỏi. Có những ai, chấm hỏi. Hoàn cảnh sống của họ thế nào. Như thế nào, chấm hỏi. Tiếp theo nữa là tính cách của người anh thì ra sao. Cô không đủ nên cô ghi mút ở trên đây luôn ha. Tính cách của người anh thì ra sao. Chấm hỏi. Người em tính tình như thế nào? Em lưu ý mình chi tiết ra hết nha. Người em thì tính tình như thế nào? Rồi, sau khi cha mất thì người anh đối xử với người em như thế nào? Sau khi cha mất thì người anh đối xử với người em như thế nào? Với em như thế nào, chấm hỏi. Tiếp theo nữa
chia cho em cây khế ở góc vườn. Đó, đã đối xử như vậy đấy. Rồi tiếp theo, chuyện gì đã xảy ra với cây khế của người em? Chuyện gì đã xảy ra với cây khế của người em? Rồi, đó là cái chuyện gì đã xảy ra cây khế của người em. Đó là chuyện gì các em? Đó là con chim phượng hoàng đến ăn khế rồi chở đi lấy vàng. Cuối cùng người em nhận được gì? Cuối cùng người em nhận được gì? Nhận được gì? À, cuộc sống thì thay đổi, đỡ vất vả, sung sướng hơn. À, cuộc sống nè, thay đổi, đỡ vất vả, tiếp theo nữa. Biết được cái chuyện người anh, à, biết được chuyện thì người anh hành động như thế nào? Biết được chuyện người anh hành động ra sao? Chấm hỏi. À, người anh đến gạ hỏi đổi cây khế với người em. Đó là đến gạ hỏi để đổi cây khế. Với em. Chim phượng hoàng lại đến ăn khế. Rồi, thì hắn đuổi chim đi. Hắn là người anh. Hắn đuổi chim đi. Rồi, chim hứa trả vàng. Chim phượng hoàng á là hứa trả vàng. Hắn tham lam. Mang túi 12 gang. Đem đi đựng vàng. Chấm. Kết cục của người anh như thế nào? Kết cục của người anh như thế nào? Chấm hỏi. Vì quá tham lam, chim không chở nổi.
nên hắn rơi xuống biển sâu mà chết. Rồi, đó là một cái kết cục của người anh không được người người xấu thì cái kết cục cũng không được đẹp. Số 3 là kết luận. Câu chuyện có ý nghĩa như thế nào? Chấm hỏi. Rồi cái bài tập làm văn của chúng ta ở tuần 22 cũng đã kết thúc cái bài học. Các em hãy nhớ ấn nút đăng ký để nhận được những cái bài học tiếp theo từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học lần sau nha.